vào nhà mình đấy nhở? Trộm mà. Ăn trộm à? Vào nhà bán trộm à? Mày to gan người nhá. Tôi dừng lại đi, tôi không phải là trộm. Bố làm được rồi không? Con trộm. Tôi dừng lại nghe tôi nói đã, tôi không phải là trộm. Anh không phải trộm, anh vào đây làm gì hả? Tôi có quen anh đâu, cứ đi. Nhưng mà tôi quen anh trai của cô. Anh đừng có điêu, anh tưởng tôi dễ lừa thế à? Hả? Tôi nói thật, tôi lừa cô làm gì? Cô xem, có tên trộm nào ăn trộm giữa ban ngày ban mặt lại còn hiên ngang thế này không? Biết đâu được, biết đâu anh cố tình giả vờ như thế để người qua đường tưởng anh là người nhà tôi nên không nghi ngờ anh là thằng ăn trộm. Tôi chịu cô rồi đấy, khó thế mà cô cũng nghĩ ra. Anh lấy được những gì rồi anh trả lại đây. Tôi không phải trộm, tôi không lấy gì hết. Không tin cô gọi cho anh trai cô mà xem. Đừng hòng lừa được con này nhá. Anh lừa tôi lấy điện thoại ra để anh giật chứ gì. Đúng là xảo quyệt mà. Trí tưởng tượng của cô phong phú quá rồi đấy. Anh mau cút khỏi nhà của tôi đi. Nếu không tôi hô bà con hàng xóm sao cho anh một trận đấy. Thôi được rồi, tôi đi, tôi sẽ quay lại sau. Quay lại sau á? Anh còn quay lại đừng trách tôi nhá. Rồi cô sẽ phải xin lỗi tôi thôi. Thế bây giờ anh đi chưa hả? Hay là để tôi gọi bà con hàng xóm sang cho anh một trận nhá. Anh đi chưa? Đi nhanh lên. Anh ơi, cho em cốc trà đá nhá. Cái thằng làm gì không biết nữa, gọi mãi mà không được. Đúng là chuyến đi bất ổn mà. Anh về đây rồi, xuống đây em kể cho cái này. Nhanh lên. Chuyện gì vậy? Vừa nãy nhà mình có trộm anh ạ. Trộm á? Đâu, đâu, nó đâu? Em đánh đuổi nó đi rồi. Thế nhà mình có mất cái gì không? Em kiểm tra thì không mất gì hết. Chắc là nó mới vào, chưa kịp lấy gì thì bị em tóm rồi. Cái bọn trộm cắp này bây giờ cũng liều lĩnh thật đấy. Ban ngày ban mặt dám vào nhà mình ăn trộm. Lần sau nếu mà em còn thấy á, em cứ hô to lên, cho hàng xóm đến tóm cổ nó lại. Vâng em biết rồi, mà em bảo nhá, bọn trộm cắp bây giờ ấy nó gian xảo lắm. Lúc em bắt được nó còn bảo là nó là bạn của anh. Em ngu gì mà nghe lời nó, anh có bao nhiêu bạn em biết hết, dễ gì mà lừa được em. Ơ thế nhưng mà khoan đã, cái thằng đó nó có nói tên nó là gì không? Anh sao đây? Nó đi trộm cắp em hỏi tên tuổi nó làm gì? Ơ thế nhưng mà đúng là hôm nay anh có thằng bạn ở Hà Nội về thăm thật. Không biết là nó đi đến đâu rồi. Ơ thế ạ? Hay là anh gọi thử cho bạn anh xem. Để anh gọi xem. Ui, sao mà nó gọi nhỡ nhiều như này? Anh ơi, anh gọi lại đi. Alo, mày về đến đâu rồi để tao ra đón? Cái gì cơ? Thế mày chờ tao ở đấy nhá, tao ra luôn. Em ơi là em đánh nhầm bạn anh rồi. Em mới chả út. Anh từ từ đã. Thế nghĩa là em đánh nhầm. Thế nào nhỉ? Mình đánh nhầm. Quỳnh ơi, mày làm sao mà cứ đần người ra thế? Cả anh mày nữa, chả hiểu vội đi đâu mà phóng xe nhân cướp ấy. Chết tao rồi mày ơi. Bạn của anh Hải từ Hà Nội về chơi, tao tưởng trộm nên tao đuổi đánh anh ta đi rồi. Bây giờ làm sao đây? Mày nói thật đấy à? Thế thì chịu rồi, đúng là oan gia mà. Hiếu, mày có bị làm sao không? Có bị gãy xương chỗ nào không? Tao chưa đến mức gãy xương, nhưng mà bị ăn đập như thế thì đủ đau cả tháng rồi. Tao xin lỗi nhá, tại con em tao nó không biết, cho nên nó mới như thế thôi. Mấy cả nó còn nhỏ, cho nên nó chưa hiểu chuyện. Thế mà mày khoe em gái mày hiền dịu, nết na. Tao thấy nó như con hổ ấy. Thì nó giống hổ thật, mà có khi còn hơn cả hổ cơ. Thế nhưng mà bình thường nó cũng ngoan lắm, không dám bắt nạt ai đâu.
Tao cũng sợ cái ngoan của em gái mày quá rồi đấy. Thôi, bây giờ mày đi về nhà tao. Tao bảo nó xin lỗi mày đàng hoàng tử tế. Thôi, tao không về đâu. Tao sợ em mày lắm rồi. Mày yên tâm, nó không đến mức ăn thịt mày đâu mà lo. Đi thôi, còn ngồi đây làm gì nữa? Đi. Tao lo quá mày ơi. Tao không dám về nhà nữa mất. Thôi, chuyện thì cũng xảy ra rồi. Bây giờ mày có hối hận cũng không kịp đâu. Tí nữa mày về mày xin lỗi anh ta một cách chân thành vào. Dù gì thì anh ta cũng là bạn của anh Hải. Ít nhất phải nể mặt anh Hải mà bỏ qua cho mày chứ. Tao không sợ ông kia. Tao sợ là sợ anh Hải ấy. Ông ấy chửi tao chết mất. Mày cứ làm như anh Hải ăn thịt mày không bằng. Cùng lắm thì anh ấy chỉ chửi mấy câu thôi chứ. Anh tao gọi. Thì nghe đi. Em nghe đây ạ. Vâng. Đây em về đây ạ. Vâng ạ. Anh tao gọi về. Thôi mày cứ về đi. Có gì thì gọi tao sang giải cứu mày. Nhớ nhá, tao gọi là phải sang ngay, không tao chết đấy. Được rồi, mày cứ yên tâm đi. Có tao ở đây rồi, không ai bắt nạt được mày đâu. Thế tao về đây. Ừ, về đi. Có gì nhớ bảo tao đấy. Ừ, gửi tiền nước hộ nhá. Ừ. Em chào hai anh ạ. Mau xin lỗi bạn anh đi. Anh ơi, em xin lỗi anh nhiều lắm ạ. Tại lúc đấy em tưởng anh là trộm nên em mới... Nhìn anh như thế này mà em tưởng là trộm được à? Em cũng chỉ đề phòng thôi ạ. Tại lúc đấy nếu mà có trộm vào nhà thật thì cũng khổ cho em ạ. Thôi, em tao nó trẻ người non dạ, có gì mày bỏ qua cho nó. Thôi được rồi, anh không giận em nữa đâu. Nhưng mà từ lần sau, em cũng đừng quá hung dữ như vậy. Phải nghe người ta trình bày xem thế nào đã, rồi làm gì thì làm chứ. Vâng ạ, em biết rồi ạ. Em cảm ơn anh. Thôi bây giờ như thế này, để cho tình cảm đi lên, hai anh em đưa nhau đi chợ mua đồ về nấu cơm. Ờ, gì ạ? Em đi chợ với anh ấy ạ? Thế em không thích đi với bạn anh à? Dạ, không phải như thế đâu ạ. Em sợ anh ấy không thích đi với em. Hiếu, ý mày thế nào? Thôi được rồi, tao cũng muốn ra chợ xem bây giờ ở đây người ta buôn bán như thế nào. À, thế bây giờ hai anh em đi đi. Anh ơi, em xin anh đừng đập rau của em nữa anh ơi. Mày, đất... Anh ơi, con nó khỏi bán luôn. Này anh kia, dừng tay lại. Sao lại bắt nạt người ta thế à? Chị ơi, có chuyện gì thế à? Anh này anh mua mớ rau cải của chị có 5.000. Anh ấy còn chê đắt. Anh ấy mặc cả, nhưng mà chị không đồng ý. Thế là anh cứ thế anh phá hết rau của chị. Bây giờ rau nát thế này, chị biết bán cho ai được nữa. Vậy à chị? Này cái anh kia, anh làm cái gì đấy hả? Nếu mà anh chê đắt đấy, thì anh đừng có mua. Sao anh đập rau của người ta thế? Chúng mày từ đâu đến mà lắm mồm thế hả? Có tin tao đập hai đứa mày luôn không? Anh đừng có dở cái giọng hổ báo ra đây. Mau xin lỗi rồi đền tiền cho chị ấy đi. Mày nói cái gì cơ? Mày nói lại tao nghe xem nào. Tôi bảo anh xin lỗi và đền bù thiệt hại số rau mà anh phá nát của chị ấy đi. Tao đích thích xin lỗi và cũng đích thích đền đấy. Chúng mày làm gì tao? Đàn ông con trai sức dài vai rộng, vì vài cái đồng bạc thôi mà anh bắt nạt người khác thế. Anh không thấy anh hèn à? À con danh này, mày thích chết rồi à? Ơ con! Anh có xin lỗi và đền bù cho chị ấy không thì bảo. Em có à, anh nhẹ lại thôi em đau quá. Mau xin lỗi chị ấy đi. Em xin lỗi chị ạ. Lấy tiền ra đền cho chị ấy. Em không có tiền ạ. Đừng có nói láo với tôi. Em nói thật mà. Em không có tiền thật. Không tin anh lục người em thử xem. Đã không có tiền rồi lại còn đi chợ mua đồ, lại còn định mặc cả với người ta nữa. Anh định ăn quỵt à? Em không dám ạ. Lần này tôi tha cho anh. Nếu mà có lần sau thì anh biết hậu quả rồi đấy. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Về đây. À,
Anh đỉnh thật đấy. Chuyện nhỏ thôi. Chị không sao chứ ạ? Cảm ơn các em, chị không sao. Chị xem số rau này tổng bao nhiêu tiền để em mua cho. Thôi, rau này nát hết rồi, chị không bán nữa đâu. Các em đi ra ngoài kia mua hộ chị nhá. Nhà em có ao cá, em mua về cho cá ăn cũng được chị ạ. Thế thôi, em cứ cầm về đi, chị không lấy tiền đâu. Không được, em mua thì phải trả tiền chứ. Em gửi chị ạ. Nhiều quá, chị không cầm đâu. Chị cứ cầm lấy, lần sau em ra mua rau, chị giảm giá cho em là được mà. Không, chị không cầm đâu, cậu cất đi. Em nói gì giúp anh đi. Chị ơi, chị cứ cầm đi ạ. Lần sau bọn em ra mua, chị giảm giá cho bọn em là được mà. Bọn em sẽ còn mua của chị nhiều đấy ạ. Đây, chị cầm đi. Thế chị cảm ơn hai đứa nhá. Hai đứa vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Đúng là một cặp trời sinh. Em phải công nhận là anh tốt bụng thật đấy. Chuyện nhỏ mà, có gì đâu. À, anh ơi, anh học võ lâu chưa? Anh học từ bé. Sao thế? Em cũng thích học võ à? Vâng, tại em hay xem phim kiếm hiệp nên em thích mấy anh giỏi võ lắm. Em cũng đang có ý định đi học võ đấy anh ạ. Bảo sao em lại đánh anh mạnh thế? Dạ, anh cho em xin lỗi ạ. Anh ơi, anh còn đau lắm không? Anh cũng đỡ rồi. Anh chỉ nói đùa như vậy thôi, chứ anh không dặn em đâu. Em không phải lo. Vâng, em cảm ơn ạ. Anh uống nước ạ. Quỳnh, em ngồi uống nước với ai đây? Anh Hoàn, đây là bạn của anh Hải. Anh ấy từ trên Hà Nội mới về nhà em chơi anh ạ. Anh ta từ Hà Nội về nên là em thích anh ta đúng không? Anh ơi, anh nói linh tinh cái gì đấy? Linh tinh cái gì mà linh tinh? Anh tốt với em bao lâu nay mà em lại có mới nới cũ à? Chuyện này em cũng nói với anh rồi mà. Em chỉ có anh là bạn thôi, chứ em không thích anh. Anh đừng có nói vớ vẩn nữa. Thằng kia, sao mày dám cướp Quỳnh của tao? Thôi được rồi, em xin anh đấy. Anh đi về đi, đừng có ở đây nói linh tinh vớ vẩn nữa. Em đừng có lên tiếng, để anh nói chuyện với thằng này. Phiền anh ăn nói cho lịch sự. Anh biết tôi và Quỳnh có mối quan hệ như thế nào mà nói kiểu đấy. Này, mày đừng cậy có tí tiền mà mày về đây cướp gái làng tao nhá. Tao nói cho cái mặt mày biết, mày mà cướp Quỳnh của tao, đừng có trách tao. Tôi không cướp ai hết, nhưng mà tôi thấy Quỳnh cũng đâu có thích anh. Sao anh cứ nói như kiểu Quỳnh là người yêu của anh vậy? Anh nói như thế sẽ làm người khác hiểu nhầm và làm ảnh hưởng đến danh dự của Quỳnh đấy. Mày thì biết gì mà nói. Việc của mày bây giờ là tránh xa Quỳnh ra. Mày mà còn dở trò gì với Quỳnh ấy, thì liệu hồn với lão đấy. Thôi em xin anh đấy, anh đi về đi, đừng nói nữa. Đi, đi về. Trừ khi em thích anh, nếu không á, anh không để cho em yên đâu. Nếu tôi thích Quỳnh thì sao? Anh định làm gì chúng tôi? Mày nói cái gì hả? Dừng lại! Thằng Hoàn, mày làm gì bạn của tao đấy? Anh vợ tương lai đây à? Anh ơi, thằng này nó cướp Quỳnh của em phải nện cho nó một trận. Ai là anh vợ tương lai của mày mà mày nói mồm như thế hả? Mày có biết đây là ai không? Là ai thì em cũng đập. Đây là chủ tịch tập đoàn ABA. Cái công ty mà mày đang làm ấy là chi nhánh của tập đoàn cậu ấy đấy. Anh nói gì cơ? Đây là chủ tịch tập đoàn ABA á? Em không tin. Đúng rồi đấy. Nếu như mày không tin, lấy điện thoại ra mà xem. Chủ tịch Hiếu ạ, em xin lỗi anh. Vừa rồi mà em có gì nó quá lời ấy, anh bỏ qua giúp em ạ. Tôi không chấp cậu. Nhưng nếu cậu để tôi biết cậu còn làm phiền Quỳnh nữa thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Dạ vâng, em không dám đâu ạ. Quỳnh ơi, anh xin lỗi em nhé. Có gì em với cả anh vợ, anh Hải nói giúp em với chủ tịch Hiếu mấy câu ạ. Anh nói là anh phải giữ lời đấy nhá. Rồi, anh biết rồi. Thế thôi, em xin phép mọi người đi ạ. Cái thằng dở này, lần sau mà còn lao nháo á, tao cho mày một trận đấy. Này, sao cậu ta nghe thấy tao là chủ tịch thì sợ thế nhỉ? Cùng lắm là nghỉ việc thôi mà. Thế nhưng mà cái thằng này nó sĩ diện lắm. Nó làm ở đó lương cao, cho nên suốt ngày đi khoe khoang. Bây giờ nếu nó đắc tội với mày mà bị đuổi việc ở đó thì lấy cái gì mà đi khoe khoang nữa? Ra là vậy. Em không nghĩ anh là chủ tịch của tập đoàn lớn thế đâu ạ. Thế mà anh Hải chả nói gì với em. Thằng bạn anh nó khiêm tốn lắm. Thế cho nên anh vẫn chưa kịp nói với em. Mà mày chạy ra đây làm gì đấy?
Tao có tí việc nên đi qua đường này ấy mà. Anh có việc á? Có phải cái Ngọc Anh bảo anh ra đây không? Em đừng có mà nói linh tinh. Mà thôi, hai đứa nói chuyện tâm sự tiếp đi. Mà này, em tao nó chưa có người yêu đâu đấy. Bạn của anh nó cũng chưa có người yêu đâu. Nên là tao... À mà thôi, hai đứa cứ tự nhiên đi nhá. Anh Hải,